chào tất cả mọi người. Đây là chiếc máy ép trái cây của nhà Panasonic mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể mua nó về để mình dùng trong gia đình này, hoặc là chúng ta kinh doanh thì cũng được hết luôn. Vậy thì chiếc máy này nó có gì đặc biệt? Cùng lên tìm hiểu trong video này nhé. Đây là tất cả các bộ phận của nó, và cách lắp ráp thì cũng rất là đơn giản luôn. Mọi người có thể tham khảo cách mà Linh đang làm như thế này nhé. À, mà có một điểm đặc biệt là vòi nước ép của chiếc máy này thì được làm từ inox và có thể tháo rời để mình có thể vệ sinh kỹ hơn nữa. Và chiếc máy này thì cũng có đi kèm một cái bàn chải để chúng ta có thể dùng lúc vệ sinh nha. Nếu như mà mọi người để ý một chút thì mình sẽ thấy rằng là ở trên cái máy này nó sẽ có những cái miếng nhựa trong suốt tối màu như thế này. Thì cái lợi ích của nó ở đây là để tránh tình trạng bị bám màu của trái cây sau khi ép xong, và nó cũng hạn chế cái việc là máy bị ố màu theo thời gian nữa. Bên cạnh đó thì nhìn qua về thiết kế của máy, Linh cũng khá là thích. Các miếng kim loại màu bạc nhám làm cho máy trông hiện đại, chất lượng và cũng nổi bật hơn nhiều. Máy này á mọi người, nó có cái phần ống tiếp nguyên liệu này khá là lớn này. Chúng ta có thể cho nguyên một trái tắc bi vào, vẫn ok la nha. Đó. Và với công suất là 320W thì nó ép xong trái táo này một cách rất là nhanh chóng và gọn gàng. Trong quá trình mà chúng ta sử dụng chiếc máy này á thì mình có thể điều chỉnh các tốc độ ép thông qua cái núm vặn nằm ở đây nè mọi người. Chiếc máy này thì sẽ có tổng cộng là 2 tốc độ ép nha. Linh vừa mới ép táo và ép thơm xong. Tại vì là chiếc máy này nó có công suất khá là lớn và ép khá là mạnh, cho nên là trong lúc mà nó hoạt động thì mọi người nghe là cái tiếng động cơ nó sẽ có hơi ồn một chút xíu thôi. Và đây là chi tiết về số liệu mà Linh đã đo được, mọi người tham khảo nha. Bù lại là Panasonic có một số chi tiết rất là thông minh cho chiếc máy này để mà có thể ghi điểm với khách hàng. Nếu như mà mọi người để ý nha, lúc nãy khi mà ép xong thì Linh hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái vòi ra nước ép này lên xuống. Lúc mà mình muốn dùng nước ép thì mình sẽ gạt xuống để cho cái dòng nước ép từ bên trong nó chảy ra một cách dễ dàng hơn. Còn sau khi mà chúng ta ép xong rồi mình phải cầm cái ly nước ép này đi thì mình gạt cái vòi lên để tránh cái việc là nước ép nhiễu ra bàn ha. Nó rất là hay luôn á, Linh cũng rất là thích cái đặc điểm này. Mà cái ly chứa nước ép này nó cũng bự lắm luôn các mọi người. Nó có thể chứa được tới tận 1,5 lít nước ép lận á. Tức là chúng ta có thể ép một cách thoải mái luôn nha, tha hồ luôn. Mình không lo cái việc là ép một hồi xong rồi phải đổ sang một cái ly khác rồi mới có thể ép tiếp được nữa. Và cái ly chứa nước ép này á mọi người, thì nó cũng có trang bị nắp đậy để chúng ta có thể dễ dàng bảo quản nước ép. Chúng ta hoàn toàn có thể để như thế này, mình cho vào tủ lạnh cũng được luôn. Và cái ly này thì nó được làm từ cái phần nhựa tối màu, cho nên mình sẽ không lo cái tình trạng là bị bám màu trái cây trong quá trình chúng ta sử dụng. Rồi, còn có thêm một điểm mà rất là tinh tế và Linh cũng rất là thích ở cái phần nắp đậy này nữa. Để Linh mở ra cho mọi người xem ha. Đây. Nói chung là nó có một cái gạt ở đây, và khi mà chúng ta rót nước ép ra thì nó sẽ chặn bớt bọt lại. Mặc dù là nước ép này nó sẽ có một cái lớp bọt ở bên trên, thế nhưng mà khi chúng ta rót ra ly mọi người thấy là cái phần lớp bọt này nó sẽ được giữ lại ở bên trong hết. Rồi, bây giờ thì uống thử ha. Cảm giác đầu tiên không có lợn cợn nha. Nó không hề bị lợn cợn gì luôn á mọi người. Linh nghĩ cái này á, nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào mà kiểu là các bạn không thích uống nước ép mà có lợn bã ép, hay là nó sẽ phù hợp với các bé nhỏ trong nhà của mình á. Mà Linh cảm giác cái kiểu là nó tròn vị trái cây trong miệng của mình á, tại vì là cái chất nước ép thì nó vẫn đặc, tức là máy ép vẫn lấy được một phần tinh bột của trái cây, chứ nó không phải kiểu lỏng hoàn toàn chỉ mỗi nước thôi đâu. Đối với một số bạn thắc mắc là không biết máy này có ép rau được hay không, thì trả lời luôn là chiếc máy này vẫn ép ngon lành với rau má nha mọi người. Tuy nhiên là không riêng gì chiếc máy này mà đa số các máy ép cùng loại thì cũng ép ra bã khá là ẩm. Với những chiếc máy ép như thế này thì nó có một mức giá khá là dễ tiếp cận so với mọi người. Nói chung Linh thấy là tầm giá để mà chúng ta mua được một chiếc máy chất lượng của một hãng có tiếng thì nó vẫn mềm hơn so với là những dòng máy ép khác. Thời gian thì nó cũng nhanh hơn. Và cái ưu điểm ở đây đó là nó có cái ống tiếp nguyên liệu lớn, thành ra là chúng ta sẽ không cần phải mất công cắt nhỏ trái cây trước khi ép nữa. Nó cũng phần nào tiết kiệm được cho mình một khoảng thời gian và công sức ha.
Bên cạnh đó thì Linh thấy là chiếc máy này á, ngoài cái việc chúng ta sử dụng trong gia đình của mình ra thì mình hoàn toàn có thể dùng nó cho kinh doanh vẫn được nha. Tại vì là cái này á, nó có dung tích bình chứa nước ép và bình chứa bã ép khá là lớn. Thành ra là dù cho mình dùng ở trong kinh doanh hay là dùng trong gia đình mà cho nhiều người uống á, thì cũng không cần phải mất công là đi đổ bã nhiều lần hay là sang ly nước ép nhiều lần nữa. Nếu như mà mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy này cũng như là xem là giá của nó là bao nhiêu thì mọi người có thể click vào đường link bên dưới phần mô tả ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh ủng hộ cho cả ekip của chị Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.